Xin kính chào toàn thể các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với đồng hồ chính hãng VVD Time. Và trong video ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm nay em Duy cùng với các bác trên tay một mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ OP Olympianus, một phiên bản đồng hồ cực kỳ là đẹp và có được mệnh danh là một tiểu Rolex. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có là phiên bản new 100% và hàng mới đến từ Nhật. Máy cực kỳ là êm và rất là bền anh em nhé. Đây, phiên bản này thì nó được đánh giá là một phiên bản bán cực kỳ chạy, thuộc top bán chạy nhất ở trên thị trường. Bởi vì là nó là hàng Nhật mà anh em, nên là anh em cứ đảm bảo cho em về cái chất lượng hàng và về cái mức độ bền của sản phẩm cũng như là về máy của em này. Và em này thì sẽ có mã số là 89322 AGFK. Đây, Olympialus. Đó, anh em có thể thấy logo vương miệng cực kỳ là đẹp. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial thiết kế màu xanh lá cực kỳ là độc lạ trên những chiếc con đồng hồ, và thiết kế kính sapphire nguyên khối chống xước là gần như là tuyệt đối cho anh em. Đây, em zoom lên cho anh em có thể xem này, nó rất là đẹp và nó nhìn rất là nấp lánh anh em nhé. Với con này thì sẽ có là mặt số chảy tia và kim đồng hồ sẽ được thiết kế đó là cắt cụt, cùng với đó là phần dạng quang ở kim giờ và kim phút, nó sẽ hỗ trợ nhìn đêm cực kỳ là tốt cũng như là trong điều kiện là thiếu ánh sáng anh em nhé. Đó, và vòng bezel của em này, vòng bezel của em này thì chúng ta sẽ được làm dạng thiết kế là dạng miếng băm. Và với thiết kế như thế này thì anh em thấy nó là một thiết kế cực kỳ là quen thuộc, giống với những cái mẫu đồng hồ Rolex. Đây, anh em có thể thấy và nó bắt sáng rất là tốt anh em nhé. Và góc bezel thì chúng ta sẽ có thiết kế lệch đơn và nút giọt nước hỗ trợ cho anh em nhìn dễ hơn này. Góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có logo Olympialus Sport Master này. Góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có đó là thông số là sapphire này, kính sapphire của em này. Đó, và chống nước đó là 30m này. Đó, chống nước 30m, thông số máy cơ automatic. Và đây là một phiên bản chính hãng đến từ Nhật, nên là ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ Japan, máy chính hãng đến từ Nhật anh em nhé. Như anh em có thể thấy này, cực kỳ là đẹp, và với mẫu đồng hồ như thế này thì anh em đeo rất là sang chảnh anh em nhé. Và cái thiết kế ở bên hông thì chúng ta sẽ có là thiết kế núm chỉnh giờ có logo của hãng OP luôn. Và phần càng thì được thiết kế đánh bóng. Đó, đánh bóng bên trên chất liệu thép không gỉ. Anh em có thể thấy này, thép nguyên bản luôn anh em nhé. Đó, đánh bóng rất là bóng luôn. Và phần núm chỉnh giờ thì được thiết kế cái dạng núm chống nước screw down. Và khi chúng ta muốn chỉnh giờ thì chúng ta sẽ xoay ra như thế này. Chúng ta sẽ xoáy ngược lại. Đó, là chúng ta đã có thể tự xếp này, chúng ta nên có tay này. Và với em này thì nó sẽ có hỗ trợ đây, hacking stop, dừng kim giây khi chỉnh giờ như anh em có thể thấy đó. Và khi mà anh em muốn dừng lại thì anh em có thể xoáy vào như thế này, xoáy vào thì nó sẽ gập vào cho anh em nhé. Đây, để có thể đảm bảo về cái chất lượng của những chiếc đồng hồ như thế này. Và phần dây đeo thì sẽ được thiết kế là dây đeo dây thép đúc đặc đó, nguyên khối. Và chúng ta sẽ có ba dạng chỉ ở giữa là mạ vàng PVD đó, mạ vàng gold, và hai dây ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có đó là thiết kế phay xước. Và em này thì chúng ta sẽ có đó là thiết kế khóa gập này, khóa gập, cùng với đó là logo của hãng sẽ có phay xước luôn anh em nhé. Mặt sau thì chúng ta sẽ có Olympianus này, tên của em đồng hồ này, cùng với là Japan này, chính hãng đến từ Nhật, và tem chống hàng giả hàng nhái của Bộ Công an anh em nhé. Nên là khi mà anh em mua hàng ở bên em thì luôn cam kết cho anh em được những cái chất lượng sản phẩm hàng tốt nhất, và luôn luôn còn siêu cho anh em hàng mới 100%, new 100%, full box, nguyên hộp sổ cho anh em thoải mái. Đây, anh em có thể thấy này, rất là đẹp. Và với những con này thì anh em là máy, con này sẽ nó sẽ sử dụng là máy cơ. Trang bị trên chiếc máy này là máy NH của nhà Seiko, trang bị đầy đủ các chức năng là lên dây cót tay này, hacking stop, dừng kim giây khi chỉnh giờ này. Thời gian tích cót của em này là tối đa là 40 giờ khi mà chúng ta không sử dụng. Và size mặt của em này là size mặt 40, nó sẽ phù hợp với những anh em nào đâu đó cổ tay tầm 15.5. Đây, em xin phép được lên tay cho anh em xem nhé. Đó, tay như tay của em Duy hiện tại là 16 thì đeo nó cực kỳ là đẹp. Đó, đây là size mặt 40 và nó đều được thiết kế một cái màu rất là độc và nạ. Đó, và với cái thiết kế thanh lịch và quý phái như thế này thì nó sẽ phù hợp với những anh em mà hay là các bác, các chú khi mà chúng ta đi dự hội, dự sự kiện hay là đám cưới này, lễ tiệc này, thì chúng ta đeo em này nó rất là hợp lý và nó rất là đẹp, đó, sáng bóng nấp lánh luôn. Đó, và mức giá hiện tại thì bên em đang chào bán với em này chỉ là 3,6 triệu thôi, và cho một chiếc đồng hồ chính hãng mới 100%, được mệnh danh là tiểu Rolex và đeo rất là đẹp anh em nhé, rất là sáng bóng luôn. Nên anh em có thấy, và hàng mới 100%, new 100%, nguyên hộp sổ thẻ, bảo hành 1 năm, hậu mãi trọn đời cho anh em. Đó,
Cảm ơn anh em đã quan tâm. Anh em nhấc máy lên và liên hệ ngay với em Duy qua số điện thoại là 0347808 và 219 để đặt ngay siêu phẩm này anh em nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em.